Hello anh em nhá. Bây giờ là 1 giờ chuẩn bị 1 rưỡi rồi. Ông anh em ông ấy lấy quả dây chuyền với quả có nón thủy thì bây giờ em lên em giao dịch cho anh đấy. Rồi anh em cùng theo dõi xem là giá cả là được bao nhiêu nha anh em nhá. Em bên mở Facebook đã, anh ấy gọi em lên. Em đến rồi. Anh qua đi. Anh vô tâm anh mua quả dây chuyền kim ăn tất cả 18 và quả nón thủy sinh lực 147, kháng hỏa 23, nội lực 69, choáng 40, sinh khí 4. Quả dây chuyền thì ăn tất cả 18, sức mạnh 2, kháng độc 13 và nội lực 81. Em bán cho anh đấy với giá là 20 kim cộng 25 lệnh bài đạo tặc nha anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 18 20. Em bán với cho anh Sơn Bin với giá là 20 kim cộng 25 lệnh bài đạo tặc cho hai món đồ là sợi dây chuyền khán tất cả 18 và có nón thủy. Một nón này hình như là no 2 server đó, chưa anh có một cái nón no 1. Và bắt đầu đồng ý. Và cuộc giao dịch đã thành công. Em cảm ơn anh. Và cuộc giao dịch đã thành công, chúng ta đã bán được quả dây chuyền cộng nón cũng khá là ngon của server đấy. Quả nón đấy em dám khẳng định là chắc no 2, còn quả no 1 đợt trước là quả kháng hỏa 25, choáng 40 và sinh khí 20 cơ. Quả nón của em thì nó lại được cái là nó ít sinh khí hơn nhưng mà sinh lực nó lại cao hơn, mới nội lực cao hơn cái nón kia, thì đã giải quyết được với giá 20 kim và 25 lệnh bài boss, khá là đẹp cho một cuộc tình rồi anh em nhá. Bye bye anh em nhá. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nhá. Em xin phép em off livestream. À, em xin phép em dừng cái video clip ở đây ạ. Bye bye anh em.